Xin chào tất cả quý vị khán giả của Án Bạc TV. Và ngày hôm nay thì tôi mời anh Hùng Trần lại đi chơi. Và đây là một cái địa điểm rất là nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội. Đó chính là tượng đài Lenin Vladimir. Tôi hy vọng rằng là Putin của chúng ta cũng sẽ sau này cũng sẽ có những cái mà tượng đài mà đó là cái điều chắc chắn rồi, đúng không ạ? Ông Lenin, ông ở nước Nga. Anh Hùng ơi, đấy, anh nhìn thấy không? Ngày bé em hay được nghe câu là ông Lenin, ông ở nước Nga đấy, mà sao ông lại đi qua nước này đấy? Đấy. Hôm nay anh đứng ở dưới chân tượng đài vườn hoa của Lenin. Anh cảm nhận thế nào về Xô Viết và về nước Nga? Nhìn tượng Lenin thì tôi lại nhớ đến cái cảnh mà Ukraine nó giật đổ tượng Lenin. Đây là một cái sự xúc phạm lớn. Tại vì Lenin là cái người đã gần như là đưa cái Ukraine lên có tên tuổi, và nó nằm trong ở cái liên bang Xô Viết. Là Ukraine là một trong ba nước nằm trong liên bang Xô Viết. Đầu tiên đó là Nga, Ukraine và Belarus. Và rõ ràng là Belarus với cả Ukraine là gần như là đi theo, ăn theo coi như là của nước Nga thôi. Và bây giờ là khi mà cái thằng Zelensky nó lên thì nó lại phỉ nhổ coi như là nó gọi là nó làm y như là Lenin làm cái gì đó xấu xa. Và trong khi rõ ràng là Lenin làm lãnh tụ của vô sản toàn thế giới. Đấy. Và ngay như là Marx và Engels chỉ là những cái người tạo ra cái lý thuyết độc sản, nhưng mà cái người mà thực hiện thì gọi là áp dụng cái điều đó để mà cho toàn vô sản toàn thế giới có cơ hội để mà coi như là khẳng định được cái giá trị của những cái người lao động, thì Lenin gần như là tôi gọi đến được gọi thế giới thì vài trăm năm nữa không thể nào quên được. Không thể nào được quyền quên những cái gì mà Lenin đã làm cho giai cấp công nhân thế giới. Và đương nhiên đồng nghĩa điều đó có nghĩa là Bác Hồ chúng ta. Bác Hồ là học trò của Lenin. Và Bác Hồ nó mang lại, các bạn nghe rồi, Bác Hồ nó mang lại cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Trong cái sự rạng rỡ, rạng rỡ cho đến bây giờ. Và không một ai, tôi nghĩ rằng không một ai có khả năng làm được điều đó. Bác Hồ và Lenin, ngay như Mao Trạch Đông thì cũng có thể gọi là Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng mà để mà mang một cái tiếng để mà gây ảnh hưởng thì rõ ràng Trung Quốc không phải là Mao Trạch Đông hay là những thầy của Mao Trạch Đông, không mang lại điều gì cả. Nhưng mà riêng Bác Lenin, Bác Hồ, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tôn trọng và trân trọng, chúng ta phải tôn thờ và chúng ta đời đời nhớ ơn, đời đời ghi ơn công ơn của Vladimir Ilyich Lenin. Đó, thì tôi nhìn cái tượng này tôi cảm thấy rằng rất là đau xót, rất là căm phẫn Ukraine, nhất là cái đám gọi là Zelensky mà chúng nó bài Nga, mà bài cái gì? Người Nga là cái người nó mang lại độc lập tự do cho Ukraine từ ngay từ cái thời những cái thời Nga hoàng đấy kìa, chứ không phải là Lenin đấy. Đó, và đó là đây chúng ta gọi đây là hành vi ăn cháo đấy bác, thì không, chúng ta không thể chấp nhận được. Và tôi thấy rất nhiều người Việt Nam của chúng ta không biết gì về gọi là Lenin và nước Nga thì lại đi nói rằng Nga xâm lược Ukraine. Tôi cho rằng điều này nó tầm bậy. Đó, nhưng mà thôi, thì nói chung thì tôi nghĩ là có trách nhiệm là tôi phải mang kiến thức gọi là ít của tôi để tôi nói cho mọi người biết, để cho mọi người có cái nhìn nhận. Tại vì thực ra nhiều khi bây giờ con cháu của chúng ta rồi là nhiều người của chúng ta gần như chúng ta không, họ không có quan tâm về đến vấn đề này lịch sử chính trị. Được. Thì họ nhiều khi họ vô tình họ kẻ tiếp tay cho cái sự gọi là ăn cháo đấy bác, vô ơn như vậy. Bởi vì tất cả những gì chúng ta đang được ngày nay, các bạn nhớ vậy đó, tất cả gì chúng ta, người dân Việt Nam của chúng ta đang được ngày hôm nay thì là đều nhờ ơn của Lenin. Tại thực tế mà nói là Lenin và nước Nga là cái nước đã giúp đỡ chúng ta nhiệt tình. Đấy. Và Bác Hồ thì là học trò của Lenin. Cái này đấy, thì chúng ta nói thẳng, có nghĩa là tất cả những gì chúng ta đang có bây giờ thì đều phải nhờ Lenin và nước Nga. Và chúng ta nói Sao Hoàng là thời xưa rồi. Đó, mà Sao Hoàng cũng là cái nền tảng để mà tạo ra cái nước Nga bây giờ. Nhớ đó, ở đây chúng ta phải nói thẳng luôn rằng là chúng ta không thể nào chúng ta chỉ nhìn là những cái gì đang có mà chúng ta nói rằng chúng ta không cần biết cái quá khứ.
Và Ukraine là như thế đúng không? Đúng Ukraine không? Là một cái kẻ gọi là vô ơn và có những anh cháu đây bác như ông bà là hay nói. Và đây là một cái sự rõ ràng luôn. Tôi rất là buồn. Tại vì như thế hệ chúng tôi thì hiểu rõ nhưng mà có lẽ chắc bây giờ người ta không hiểu, người ta gần như người ta không biết tại sao người ta không tuyên truyền cho con cháu hay là nói những tiếng nói để mà có cái sự gọi là lan truyền cái tư duy và nhất là cuộc chiến Nga Ukraine đang diễn ra. Và rất nhiều người Việt Nam mà chúng ta có một nhìn nhận rất là ấu trí về cuộc chiến này. Tôi gọi là ấu trí, cực kỳ ấu trí. Ngày hôm nay đứng ở dưới chân tượng đài của Lenin thì anh có cảm xúc gì bằng bài hát gì không? Vì anh đã sinh sống ở Nga đúng không? Rất là lâu rồi. Thôi thì bài hát về Lenin thì không có. Nhưng về Nga. Bài hát về Nga thì cái bài đơn giản nhất tôi đã các bạn nghe rồi. Đó là cái bài địa chỉ chúng tôi Liên bang Xô Viết. Cái bài này có thành cái thời của tôi những năm 70s, 80s thì là khi mà cái bài này có thể nói rằng là gần như cái thế hệ của tôi trở lên ai cũng được ăn thuộc. Địa chỉ chúng tôi Liên bang Xô Viết. Đó là gọi là Moi Adres Savitsky Soyuz. Thì là nó là bài này thì thực ra thì rất nhiều người Việt Nam thì không biết hát bằng tiếng Nga. Nhưng mà thì tôi hát bằng tiếng Nga thôi. Kalusha jituyut vagoniye jesrochna uvidet sanam mai nomera telefonia raisparasani pagaradam jabotit saksese Terceiro no Iessa, questo vi pacui Iessa gros. Moja dresni dom i nie ulisa, moja dresa vieski sajus. Moja dresni dom i nie ulisa, moja dresa vieski sajus. Quá tuyệt vời đấy. Thì một cái câu mà gọi là một cái câu mà người ta ưa nói rằng là gọi là Lenin muôn năm ấy, thì tiếng Nga nó là Desvastovy Vladimir Ilyich Lenin. Đó là gọi là dịch ra tiếng Việt Nam cái gọi là Lenin muôn năm ấy. Anh nghĩ thế nào khi mà bây giờ nước Nga có Putin, hình ảnh của Putin có giống với cả hình ảnh của Lenin không anh? Thực ra mà nói thì theo tôi á là Putin nếu như mà ở nước Nga có rất nhiều, Liên Xô hồi xưa có rất nhiều lãnh tụ. Sau Lenin thì có Stalin rồi Khrushchev rồi nhiều lắm, Brezhnev cái thứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Putin xuất hiện tại thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là mặc dù chỉ là đàn em con cháu gọi là thế hệ sau của những cái vị lãnh tụ của Liên Xô, nhưng mà tôi nghĩ rằng Putin đang khẳng định được cái vị trí mà tôi nghĩ rằng đang cứu vớt nước Nga, cứu vớt danh dự, cứu vớt những cái gì mà Liên Xô biết hồi xưa đã tạo ra. Đó, thì tôi nghĩ rằng tôi không phải là cái người gọi là được quyền công nhận hay là tôi tung hô. Theo tôi thì Putin có lẽ sẽ là một nhân vật lịch sử để mà đưa nước Nga lên một vị thế như là Lenin đã đưa nước Nga lên trở thành một gọi là cường quốc ở thời kỳ gọi là Liên Xô. Thì Putin sẽ là một cái người mang lại cái niềm, lấy lại danh dự, lấy lại tất cả mọi thứ cho nước Nga. Hy vọng là sẽ được như thế đúng không anh? Khi mà Liên Xô sụp đổ đấy thì bây giờ con cháu của người Việt Nam của chúng ta đúng không? Nó đang sung sướng như này. Thì anh có lời khuyên gì cho các cái bạn trẻ ở Việt Nam không? Tôi nghĩ rằng là điều này thì nhiều khi tôi cũng không phải là cái gì cả, tôi chỉ dân thường thôi. Mà tôi vẫn nói rằng chúng ta nên biết ơn những cái gì mà trong quá khứ, những cái người, những đất nước đã giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng tất cả những gì chúng ta đang có đều là từ những cái quá khứ. Chứ không phải tự nhiên chúng ta muốn là có. Không phải tự nhiên mà có đúng không? Đúng. Nên là các bạn trẻ đừng bao giờ quên đi quá khứ và lịch đúng sử. Như vậy. Đấy, bây giờ anh em mình đi sát sát vào đây tí, ngắm cụ tí nha. Tuyệt vời đấy, một cái không gian mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Đấy, bọn trẻ nó chơi đang vui như này đúng không? Mà lại đi giật đổ tượng lên đi rồi là loạn đất nước lên thì làm sao mà được yên vui yên bình như này nữa. Chỉ có bọn ngu dốt như Ukraine nó mới thế đúng không?
Đây này, các chị em là ngày nhỏ em cũng hay được bố em đưa ra đây đó, đưa ra đây để chơi. Một cái bức tượng đồng rất đẹp của Lenin, quá tuyệt vời. Rất là nhiều người đến đây để check in và chụp ảnh. Rất đẹp. Một cái hình ảnh ở bên dưới là anh Hùng Trần, bên trên là cụ Lenin. Bên dưới trồng cái thảm hoa đỏ này, đẹp anh ạ. Thảm đỏ rất đẹp luôn này. À, thủ đô Moscow nó đẹp không anh? Bự, rộng đẹp. Rộng. Rộng lắm. Một quận của nó là một cái quận của nó thôi. Ta có thể nói là nó so với cả thành phố Hồ Chí Minh phải rộng gấp 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 5-10 lần. Cỡ một quận của nó có thể có bằng thành phố Hồ Chí Minh. Nó có nhiều quận. Bự lắm. Mà em thấy là cái kiến trúc của Nga rất hay. Nhìn nhiều khi nhìn như kiểu là những cái ly kem nhỉ. Đó. À không phải kem mà là nó là cái gọi là cái nó cứ bầu ấy. À củ hành. Củ hành. Củ hành. Kiến trúc kiểu củ hành. Lần đầu tiên em được nghe thấy đấy. Nó như vậy, nó giống củ hành ấy. À kiến trúc kiểu củ hành. Là cái củ hành. Dạ. Tuyệt vời quá. Dạ được. Đấy, dạ được. Đấy, hạnh phúc chưa hai vợ chồng? Đây. Đấy. Dạ anh hiểu rồi. Rồi. Tuyệt vời chưa? Anh cầm anh cầm đấy, anh tự cầm anh quay đi. Đấy, nói chuyện đi. À, rất nhiều người, chúng ta là nhiều người hiện giờ là ngày hôm nay mùng 5 Tết. À, mọi người đây chụp hình vui chơi. À, rất là hay các bạn. Anh để cao tay này, cơ cao lại lên. Việt Nam nó phải như thế nào anh? Thôi chào các bạn nhé, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Là người dân Việt Nam mà Én Bạc xin cảm ơn nước Nga vĩ đại rất nhiều. Và xin cảm ơn anh Hùng Trần đã có mặt trong clip của ngày hôm nay ở dưới chân tượng đài của Lenin tại thủ đô Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.